Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 151 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 151 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ Đặng Lâm và Đinh Dần cả kinh trong lòng. Những người mà Diệp Phúc nói đều là nhân hoàng đỉnh phong, thậm chí có hai vị còn là cường giả cấp thánh chủ. Đông Hoàng thế gia tuy sinh sống ở Lương Phường Đại Lục, vùng hải ngoại xa xôi, nhưng thực lực mạnh mà bối cảnh thâm hậu. Đông Hoàng Việt thân là gia chủ, lại nắm giữ hai món cấm bảo là Hạo Thiên Kính và Hạo Thiên Chuông, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Thái thượng trưởng lão Thái Dương Thần Cung Đông Hoàng phủ tông kia tuy không phải thánh chủ nhưng cũng là nhân hoàng đỉnh phong. Nếu như người này mà nắm cấm bảo trong tay thì cũng là một nhân vật cấp thánh chủ. Quy Thiên Thư chính là cường giả thiên giới nổi bật trong thời gian gần đây. Y dẫn dắt đám yêu ma thiên giới đi chinh phạt khắp nơi, chinh phục hết tất cả các môn phái chính ma yêu lớn nhỏ, ngay cả vài thánh địa hải ngoại cũng bị y đánh bại, phải đầu nhập vào chỗ con nối dòng của Đế Khốc Thần Vương. Người này có sức chiến đấu rất mạnh, tu luyện cấm pháp cấp thánh hoàng của thiên giới, lại nắm trong tay một món cấm bảo bán thành phẩm là Tam Thánh Điện. Ở trong các thánh chủ thì thực lực của y không hề kém. Không chỉ có như vậy, hai tên Đinh Dần cùng Đặng Lâm nghe nói Đông Hoàng Việt thân tử đạo tiêu, Đông Hoàng thế gia ở Thăng Cốc kia ra lệnh bắt buộc tất cả các quốc gia trên đại lục Lương Phường phải phát tang. Lại thêm cường giả thiên giới Quy Thiên Thư trước đó không lâu đi chinh phạt khắp nơi, mà nửa năm gần đây lại rất im lặng, không chút động tĩnh. Chỉ có Đông Hoàng phủ tung kia bởi vì luôn ở trong Thái Dương Thần Cung không ra ngoài bao giờ, nên không ai hay tin về lão. Nhưng Diệp Phúc nói hắn đem ba người này đánh cho trọng thương, một giết chết hai, khiến cho bọn họ không thể nào tin tưởng nổi. Không chỉ hai người bọn họ không tin, ngay cả đám lão yêu quái Thiên Yêu Cung kia cũng không tin. Ba người mà Diệp Phúc nói kia đều là nhân hoàng đỉnh phong, thậm chí còn có hai vị thánh chủ. Chỉ có bá chủ cùng cấp thánh chủ mới có thể giao thủ cùng ba người này. Mà nếu muốn đánh trọng thương hoặc giết chết ba người bọn họ không có thần thông thông thiên triệt địa thì không thể nào làm được. Tuy nhiên giữa các thánh chủ cũng có sự chênh lệch thực lực cực lớn, nhưng có thể đánh chết ba người này thì tất là kẻ tài giỏi. Mà Diệp Phúc là ai đây? Tuy mấy năm gần đây Diệp Phúc khá là nổi bật, nhiều lần sát phạt chiến đấu với những chiến tích kinh người, nhưng những trận chiến được truyền lưu gần đây của Diệp Phúc, ngoài trông thoát khỏi nhân hoàng của Đại Tần là Đại Tướng Quốc Lã Xuân Thu, chính là trong Thang Hoàng Lăng với chỉ một chiêu giết chết cường giả Hạ Gia Tam Bất Diệt Cảnh đỉnh phong, trốn thoát khỏi tay thánh chủ Hạ Gia. Còn một chuyện khác chính là chạy thoát từ tay quốc chủ Đại Đường Lý Long Xương. Ngoài những chuyện đó ra thì chưa có chiến tích nào cả. Bởi vậy Diệp Phúc nói chính hắn giết Đông Hoàng Việt và Đông Hoàng Phủ Tung, lại đánh trọng thương Quy Thiên Thư, khiến cho người ta rất khó tin phục. Diệp thiếu báo, người khoác lác tới tận trời rồi đấy. Ha 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 ha. Đặng Lâm cười ha hả, từng tiếng chấn cho đám cao thủ Thiên Yêu Cung kia đầu váng mắt hoa. Gã là bá chủ nhân hoàng trung kỳ, tiếng cười của gã có thể chấn vỡ núi sông, thậm chí một tiếng giống to có thể đánh cho lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh đã tu thành thiên địa pháp tướng Bất Diệt dập nát. Đừng có thiếp vàng lên mặt mình nữa, Đông Hoàng Việt kia tuổi tác đã cao, thọ nguyên hao hết rồi, mà Đông Hoàng Phủ Tung tuổi tác cũng không còn nhỏ, chắc cũng là nguyên nhân này. Gã cửa lạnh nói. Về phần tiên ma đầu thiên giới Quy Thiên Thư kia, chẳng phải là nghe tin Tinh Đế Chu Thiên Tinh Cung ta xuất quan tạo lập liên minh, sợ quá nên có đầu rụt cổ vào thôi. Đúng vậy, một tên tiểu bối vô danh như ngươi ỷ vào kỳ ngộ là cho mình có thể khoác lác chuyện giết hại thánh chủ hay sao? Đinh Dần cười lạnh nói. Ta chỉ cần hắt hơi một cái là có thể hắt chết ngươi rồi. Bắt nạt chúng ta ư? Ta lại muốn nhìn xem người bắt nạt hai vị bá chủ đã tu luyện đến nhân hoàng trung kỳ như thế nào. Hai người này đồng thời hét to, khiến cho núi lở, sông nứt, trời đất sụp đổ. Rất nhiều đại yêu Thiên Yêu Cung đều biến sắc mặt.
hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ cùng quát to chỉ sợ có thể đem đám đầu sỏ thiên yêu cung này chấn chết hơn nữa. Yêu chủ khẽ hừ một tiếng, chỉ thấy trận vân trong hy hoàng điện di động liên kết tạo thành một đám cấm chế bảo vệ mọi người, tránh cho bọn họ bị tiếng quát của Đinh Dần và Đặng Lâm tấn công. Nhưng hắn cũng muốn biết bản lĩnh chân chính của Diệp Phúc, nên đám cấm chế đó chỉ không bao phủ một mình Diệp Phúc. Hai tiếng hét lớn này chủ yếu công kích Diệp Phúc, khiến cho hư không xung quanh Diệp Phúc rầm rầm vỡ nát, hóa thành hư vô hỗn độn. Cho dù là một nhân hoàng sơ kỳ đứng ở đây cũng sẽ bị tiếng quát của hai người kia chấn thương. Diệp Phúc đứng ở trong một mảnh hỗn độn mà không hề nhúc nhích, ngay cả vạt áo cũng không hề bay lên. Tiếng hét của hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ kia dường như không tấn công được đến gần hắn thì đã tiêu tan đi mất. Chu Thiên Tinh Đấu. Đặng Lâm kia toàn thân chấn động, vô số tinh quang trào ra hóa thành Chu Thiên Tinh Đấu, trông như một vũ trụ tinh không nho nhỏ vậy vây quanh Diệp Phúc. Tòa đại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận này nhìn như không lớn, chỉ tầm hơn 10 dặm, nhưng nếu nhìn kỹ thì mới thấy là không gian nó vô cùng vô tận. Trên mỗi một ngôi sao đều có một vị Chu Thiên Tinh Quân ngồi đấy, khí thế thâm hậu đến cực điểm. Đằng Xà Tinh Quân, Thiên Lang Tinh Quân, Bắc Đẩu Tinh Quân, Nam Đẩu Tinh Quân, Tử Vi Đế Quân, đủ mọi chủng loại, có tất cả 365 vị. 365 vị tinh quân này đồng loạt ra tay nghiền ép không gian định luyện hóa Diệp Phúc. Ngân Hà Trụ Quang. Đinh Dần cũng quát lên một tiếng, một ngân hà phóng lên cao, rơi vào trong Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của Đặng Lâm, hóa thành ngân hà ầm ầm xoay tròn. Đại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và ngân hà trụ quang đại trận của Chu Thiên Tinh Cung kia, một nắm giữ không gian, một nắm giữ thời gian. Uy năng của tinh đấu đại trận vô cùng, mà uy năng của trụ quang đại trận lại càng thêm thần diệu. Một hạt tinh sa đại diện cho một giây thời gian, hàng tỷ vạn tinh sa lưu chuyển, thời gian lưu động chỉ trong chớp mắt là ngàn năm trôi qua, có thể dễ dàng tiêu hao hết thọ nguyên của một gã nhân hoàng, khiến gã chết già ở trong trận. Đinh Dần và Đặng Lâm dù là bá chủ nhân hoàng kỳ, nhưng luyện chế ra hai đại trận này cần số tài liệu nhiều không thể tưởng tượng được, thậm chí phải đi vào trong vũ trụ tinh không để tìm tinh hạch. Bởi vậy hai người vẫn chưa luyện hóa thành đại trận cấp nhân hoàng chi bảo, mà đều tự luyện một bộ. Hai tòa đại trận này uy năng mỗi một tòa đều vô cùng mạnh mẽ, hợp lại là một chính là vũ trụ, uy lực lại càng thêm mạnh, gần như là trận pháp đệ nhất thiên hạ. Hai người bọn họ không ra tay thì thôi, nếu ra tay là thế công hùng mạnh nhất, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hiển nhiên bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là những nhân vật kiêu hùng đã trải qua hàng năm sát phạt. Hai lão già này thật quá đáng, lại dám ra tay bắt đạt cô gia. Một lão yêu quái Thiên Yêu Cung giận đến tím mặt, người này có hơi thở cực kỳ hùng hậu, đúng là một lão quái vật đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, hẳn là thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Cung. Lúc này, lão đang thổi râu trừng mắt, định lập tức ra tay cứu viện. Diệp Phúc đột nhiên nhấc chân, giẫm mạnh một cái, Chu Thiên Tinh Đấu và Trụ Quang đại trận lập tức ngừng vận chuyển, 365 vị Chu Thiên Tinh Quân ầm ầm phá nát. Trụ Quang đại trận trực tiếp bị một cước của hắn giẫm nát. Sắc mặt của hai tên Đặng Lâm và Đinh Dần kia lập tức tái nhợt đi, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Hai bộ đại trận cấp nhân hoàng chi bảo này là bọn họ cực cực khổ khổ luyện chế mà ra. Giờ Diệp Phúc là một cước đá vỡ chúng, động đến tâm thần bọn họ, khiến cho hai người lập tức bị thương không nhẹ. Mau lui! Sắc mặt hai tên này kịch biến, vội rút ra khỏi Hy Hoàng Điện. Ta nói phải bắt nạt các ngươi, giờ còn chưa bắt nạt được, các ngươi sao có thể trốn khỏi tay ta được đây? Diệp Phúc vung ra một đạo diệt tuyệt ấn, khủng bố như thần vương diệt thế. Thân thể hai người kia lập tức không chịu nổi, ầm ầm nổ tung, hóa thành những đám xương máu. Thiên địa pháp tướng của bọn họ cũng bị thương nặng, bị một chưởng của Diệp Phúc đập vụn. Hai vị bá chủ nhân hoàng kỳ lại không thể chịu được một chưởng của Diệp Phúc. Chân linh bất diệt của bọn họ lập tức trốn vào hư không, khôi phục thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Nhưng còn chưa kịp phục hồi thì Diệp Phúc lại hạ một chưởng xuống. Chưởng này cũng không phải loại ấn pháp bá đạo chư thiên thần vương công đức ấn kia, mà là một thức pháp ấn kỳ lạ, giống như chư thiên lục đạo luân hồi không ngừng. Lục đạo luân hồi bảo ấn. Thân thể của bọn họ khôi phục thì lại hoảng sợ phát hiện hình thái thân thể mình đã thay đổi, không còn là nhân loại nữa, mà là hai con kiến lớn, hai con kiến còn dài hơn cả người. Trong thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển có ghi lại lục đạo luân hồi ấn pháp của Chuyển Luân Vương thần điện. Ấn pháp này có thể biến người thành súc sinh, uy năng khá là kỳ lạ. Diệp Phúc dung nhập thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển và trong bản Vương Khai Thiên Kinh, nên đồng thời cũng học được môn ấn pháp này. Sau khi hắn có được luân hồi kinh, nên lĩnh ngộ với môn ấn pháp này còn hơn cả vị vua hoàng ma tộc đã khai sáng ra nó. Một đạo lục đạo luân hồi ấn
là có thể biến hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ thành hai con kiến. Diệp Húc bước ra khỏi hai tòa đại trận, khẽ búng tay một cái, hai tiếng bốp bốp vang lên, hai con kiến kia bị hắn búng tay làm cho nổ tung. Đặng Lâm và Đinh Dần lại khôi phục thân thể, sắc mặt sợ hãi. Đường đường là bá chủ nhân hoàng trung kỳ, ngay tới bản sự đánh thương Diệp Húc cũng không có. Điều khiến cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng chính là bọn họ liên tục bị Diệp Húc đánh nát thân thể hai lần, tu vi tổn hao đi nhiều. Nếu Diệp Húc muốn giết bọn họ thì quả thật rất dễ dàng. Giữa các nhân hoàng cũng có sự chênh lệch rất lớn, dường như một cái lệch rộng lớn vậy. Nếu như thánh chủ ra tay với bọn họ thì bọn họ cũng khó có thể chống cự. Nhưng Diệp Húc chẳng qua chỉ là đại phu thân thể bất diệt, vậy mà lại khiến cho bọn họ không thể chống trả, khiến cho người ta phải sợ hãi. Dừng tay, người dám giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ tinh đế trả thù hay sao? Đinh Dần vội vàng kêu lên. Sao, tinh đế ư? Diệp Húc vốn định dừng tay, cũng không hề có ý định lấy mạng hai tên này. Nghe thấy như vậy, liền nhíu mi rồi giơ tay vỗ thật mạnh. Thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hai người kia lại nổ tung. Ta vốn cũng định dừng tay rồi, nhưng các ngươi lại dùng tinh đế tới dọa ta, vậy thì đừng trách ta lại ra tay trừng phạt các ngươi một lần. Diệp Húc chờ hai người này khôi phục thân thể, hắn mỉm cười nói. Nếu ở nơi khác mà các ngươi dám nói với ta như vậy thì 10 tên cũng chết. Nhưng đây là Thiên Yêu Cung, các ngươi dù sao cũng là khách của nhạc phụ ta, muốn sống thì ngoan ngoãn câm miệng lại, cụp đuôi cút đi cho ta. Đặng Lâm và Đinh Dần vừa giận buộc lòng nén giận. Hai người nhìn Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Ngân Hà Trụ Quang đại trận. Đặng Lâm đột nhiên nói, hai tòa đại trận này là của ta. Ánh mắt của Diệp Húc sắc bén lướt qua gã, hắn nói, Diệp Mỗ ra tay cũng không thất bại, nếu không giết các ngươi thì sao không lấy chút chiến lợi phẩm chứ, còn không mau cút đi. Hai người này hận đến nghiến răng nghiến lợi, giận thế nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi Thiên Yêu Cung, vô cùng chật vật chạy về Chu Thiên Tinh Cung. Nhạc phụ, vừa rồi tiểu tế dùng một chưởng đánh nát hai người kia, cánh tay có đủ trắng kiện hay không? Diệp Húc thu hồi hai tòa đại trận, như cười như không nói. Trên mặt yêu chủ hiện lên vẻ xanh ngắt, hung ác lướt hắn một cái, trầm ngâm một lát rồi gọi một gã đệ tử Thiên Yêu Cung đến, lên tiếng, mau đi mời Yên Nhu tới đây. Chờ Phượng Yên Nhu đi vào Hy Hoàng Điện, yêu chủ lấy ra hà đồ rồi trịnh trọng giao cho nàng, hạ giọng nói, tương lai khi ta nhượng vị còn chính là chủ của Yêu Cung, quản lý Thiên Yêu Cung này. Lại nói, từ lúc Diệp Húc ra tay đùa bỡn hai vị nhân hoàng là Đặng Lâm và Đinh Dần kia, yêu chủ đã ý thức được thực lực của Diệp Húc hoàn toàn có thể khiêu chiến được với thánh chủ. Thực lực của hắn thì cho dù là nhân hoàng đỉnh phong cũng chẳng thể làm gì được hắn. Thánh chủ bình thường thì hắn cũng có thể chống lại được một phần. Mặc dù thánh chủ có tu vi như yêu chủ kia, Diệp Húc không địch lại được thì vẫn có thể toàn thân trở ra. Thực lực tên tiểu tử này không ngờ đã phát triển đến tình trạng này rồi. Chỉ sợ khi hắn thành nhân hoàng rồi, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta nữa. Vẻ mặt của hắn có phần hoảng hốt, thầm nghĩ. Thực lực Diệp Húc sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, chủ yếu là giải quyết được khiếm khuyết lớn nhất của bản Vương Khai Thiên Kinh, lĩnh ngộ sự ảo diệu của cảnh giới vô hoàng, thánh hoàng kia. Sau nửa năm, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới thân thể bất diệt, tu luyện tới cảnh giới bát phẩm. So với khi giao thủ với Đông Hoàng Phủ còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đây thực lực của hắn tuy cao hơn hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ Đặng Lâm và Đinh Dần kia, nhưng cũng không cao hơn nhiều. Quyết đấu với bọn họ tuy có thể thắng nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy, thậm chí nhất định phải dùng đến bảo vật như kiến mộc thần trượng. Nhưng hiện giờ tu vi thực lực của hắn tăng hơn trước mấy lần, lĩnh ngộ luân hồi kinh và hoàn thiện bản Vương Khai Thiên Kinh đã khiến cho hắn có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, đoạt thiên địa tạo hóa. Một bàn tay cũng đủ để đánh bại Đặng Lâm và Đinh Dần, không đâu địch được. Phượng Yên Nhu nhận lấy hà đồ, ngỡ ngàng, không hiểu vì sao. Thiên Yêu Cung ta và Hoàng Tuyền Ma Tông kết minh, hai đại thánh địa đều ủng hộ. Sau khi Ứng Tông Đạo sư huynh trở thành vua hoàng, ta cũng phải trùng kích cảnh giới đấy. Bất kể ta có trở thành vua hoàng yêu tộc được hay không, tương lai Thiên Yêu Cung đều là của con. Yêu chủ nói lời thấm thía. Phượng Nhi, khi đến Hoàng Tuyển Ma Tông rồi, con cần phải nhớ kỹ, con là yêu chủ tương lai của Thiên Yêu Cung ta, Thiên Yêu Cung còn cần con tới quản lý. Phượng Yên Nhu bị tin vui đột nhiên tới này nện cho chóng váng, không biết nói gì mới phải. Yêu chủ thấy nét mặt của nàng, thở dài một tiếng, biết lời ông vừa nói chỉ sợ con gái mình vốn không nghe lọt câu nào mà đã xa vào trong hạnh phúc của mình rồi. Nhưng ông cũng tự đắc thầm nhủ,
ta đem hà đồ làm sinh lễ cho Phượng Nhi, lần này sẽ không có người nói ta keo kiệt chứ. Đồng thời ta cũng lập con bé làm cung chủ đời tiếp theo, như vậy thì hà đồ cũng sẽ không ra khỏi Thiên Yêu Cung, ta vẫn là bảo vật chấn giáo của Thiên Yêu Cung, đúng là vẹn cả đôi đường. Dù sao cấm bảo với một thánh địa mà nói thì quá quan trọng, dù là nhân vật như yêu chủ cũng phải động ít tâm tư. Kết quả vẹn cả đôi đường này khiến Diệp Húc cũng cực kỳ vừa lòng. Tuy hắn biết yêu chủ tính toán nhỏ nhặt, không chịu chân chính đưa tặng hà đồ ra, nhưng dù sao yêu chủ cũng lui đến bước này, không cưỡng ép đưa khổng tức cho hắn. Hơn nữa, lần này hắn tới Thiên Yêu Cung không phải vì cấm bảo, mà là vì con gái của yêu chủ. Tình đế, cái kẻ này dã tâm bừng bừng, muốn thống nhất thiên hạ, trở thành kẻ đứng đầu Vu Hoàng. Chỉ cần tạo thành liên minh thì y vượt qua Vu Hoàng, nhân kiếp sẽ rất dễ dàng. Không có thánh địa nào dám to gan công kích y khi y thành Vu Hoàng. Bởi vậy, y thành Vu Hoàng đã là chuyện chắc chắn rồi. Với tính cách của hắn, nếu trở thành Vu Hoàng rồi, tất sẽ thống nhất các đại thánh địa, trở thành chủ nhân thiên hạ này. Yêu chủ nhìn xung quanh, thấy các đại cự đầu Thiên Yêu Cung đều đã ở đây, bèn trầm giọng mà nói: các đại thánh địa có không ít thánh chủ định đầu nhập vào dưới trướng của Tinh Đế, dùng thế lực của Tinh Đế để chống lại con trai của Đế Khốc Thần Vương. Bởi vậy lần này Tinh Đế tạo thành liên minh chính ma yêu tam đạo vẫn rất có khả năng thành công. Đại hội Tinh Cung lần này ta phải đi xem, cho dù như thế nào cũng không thể để cho Tinh Đế thực hiện được. Các lão quái vật của Thiên Yêu Cung kia ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng. Tinh Đế chính là kỳ tài có tư chất đệ nhất thế giới Vu Hoang, không ai có thể vượt qua được y. Năm đó Ứng Tông Đạo hoành hành thiên hạ, khiến nhiều cao thủ vô kế khả thi, chỉ có Tinh Đế mới có thể chống lại Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo xông nhập nơi hung hiểm thiên phần kia, Tinh Đế và nhiều cao thủ khác cũng xông vào, kết quả chỉ có hai người bọn họ sống sót đi ra ngoài. Tư chất của y thậm chí cả Ma Hoàng cũng tán thưởng có thêm, cho rằng tư chất của hắn là đệ nhất. Diệp Phúc cảm thấy khá tò mò về vị Tinh Đế này, có thể khiến cho Ma Hoàng bậc khủng kiệt kia nhận định là người có tư chất đệ nhất thì chắc chắn là có chỗ xuất sắc. Tinh Đế có thể đối kháng với Ứng Tông Đạo nhiều năm như vậy, như vậy hẳn là không phải là hư danh. Nhân vật như vậy thiên hạ hiếm có, cho nên Diệp Phúc cũng muốn đi gặp nhân vật kiêu hùng này một lần. Lúc ta không ở, sẽ để lại một đạo nhân hoàng phân thân nhập chủ Thiên Yêu Cung trấn thủ nơi đây, nếu kẻ thù đến xâm lấn ta sẽ lập tức chạy về. Yêu chủ cẩn thận dặn dò một hồi, dù sao lúc này thiên hạ đã đại loạn, dù là các thánh địa lớn cũng phải chú ý cẩn thận, tránh cho kẻ thù đến xâm phạm. Hiển tế, con cũng đi theo ta đi Chu Thiên Tinh Cung một chuyến, gặp các thánh chủ trong thiên hạ. Diệp Phúc lộ ra vẻ cảnh giác, do dự nói: tiểu tế vừa mới đính hôn xong, nên cần vị hôn thê liên lạc tình cảm, sao có thể bỏ thê tử chưa xuất giá chạy khắp mọi nơi được. Hắn vừa mới dạy dỗ Đinh Dần, Đặng Lâm xong, rồi lại tới Chu Thiên Tinh Cung. Có thể thấy, nếu hắn xuất hiện ở Chu Thiên Tinh Cung thì sẽ là một trận sóng gió to lớn, sát khí bốn phía. Người của Chu Thiên Tinh Cung chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Bởi vậy Diệp Phúc cũng không tính hộ tống yêu chủ đi đến nơi đó. Tâm tư yêu chủ kia hắn biết rất rõ. Lần này cha vợ hắn đi Chu Thiên Tinh Cung là mưu đồ gây rối, tính toán làm hỏng chuyện tốt của Tinh Đế, khiến Tinh Đế không thể thống nhất các thánh địa thế giới Vu Hoang này một lần. Mục đích hắn mang theo Diệp Phúc đi cũng rất rõ ràng, chính là để Diệp Phúc, cái đinh trong mắt Chu Thiên Tinh Cung này xuất hiện ở đấy, xảy ra xung đột với Chu Thiên Tinh Cung, rồi phá hỏng kế hoạch thống nhất các đại thánh địa của Tinh Đế. Loại chuyện không có lợi này mà thân gặp hiểm cảnh, sao Diệp Phúc có thể dễ dàng tham gia đây? Phượng Nhi, con khuyên phu quân của con đi, cha già rồi, lần này đi Chu Thiên Tinh Cung nguy hiểm trùng trùng, thậm chí có thể còn xung đột trực tiếp với Tinh Đế, còn cần có con rể tới hộ giá kìa. Tinh quang lóe lên trong mắt yêu chủ, hắn ho khan một tiếng, cười nói với Phượng Yên Nhu. Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt, nàng trước giờ vốn khá đơn thuần, nhưng ở cùng Diệp Phúc khá lâu nên đã nhiễm sự giả hoạt của Diệp Phúc, hiển nhiên hiểu được ý của yêu chủ là gì. Nàng mân miệng cười nói: thân là cô gia của yêu cung, đi hộ giá cũng là chuyện phải làm, nhưng phụ thân theo học thiên nhân, con nghĩ chắc Tinh Đế cũng không thể làm gì người được. Nếu Diệp sư huynh đến hộ giá thì không thể hiện hết được thần uy của phụ thân đâu, ngược lại không tốt. Con gái cùng sư huynh ở lại Thiên Yêu Cung chờ tin tốt của phụ thân. Yêu chủ nghe vậy suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta tức quá mà cười, cả giận nói: Phượng Nhi, con có đau lòng hay không? Con không đau. Phượng Yên Nhu vô cùng nhu thuận, mỉm cười nói. Bên trong Hy Hoàng Điện, đám lão quái vật Thiên Yêu Cung nghe hai cha con nàng đối thoại như vậy không hiểu gì cả. Già La Minh Tôn gãi gãi đầu, khẽ hỏi Hạo Thiên Khuyển: Này cậu tứ, vì sao yêu chủ phải hỏi chủ mẫu tương lai có đau hay không vậy?
con phá cầu kia còn mù mờ hơn cả lão, đầu lắc như trống bỏi nói: hay cho không đau, hay cho không đau. Yêu chủ cười lại một tiếng cả giận: ngươi còn chưa xuất giá đã quăng cha già đi cả vạn dặm, chỉ biết đau lòng sư huynh của ngươi, cùi trỏ chỉ ra ngoài mà còn không đau ư? Lão nói tới đây, mọi người mới hiểu được ý tứ của hai cha con này, không khỏi khâm phục đầu óc bọn họ. Yêu chủ nói không đầu không đuôi như vậy mà Phượng Yên Nhu cũng có thể hiểu được. Nhà đầu kia giờ chỉ biết hướng về phía sư huynh của nó, khiến cho cha già một mình đi mạo hiểm, sống mãi với bậc bá chủ như tinh đế kia. Cánh tay chẳng những chỉa ra ngoài mà còn chỉa thật lợi, chỉa có trình độ kìa. Lần này hỏng bét rồi, ta giao Thiên Yêu Cung cho nó, chỉ sợ con bé này vì lấy lòng Diệp sư huynh của nó mà sẽ bán Thiên Yêu Cung của ta đi mất thôi. Sắc mặt của yêu chủ âm tình bất định một trận, đột nhiên bật cười, thầm nghĩ: con gái ta đương nhiên phải đặc biệt đặc lập độc hành, không giống với tầm thường. Con bé này nhìn như nhu thuận nhưng mưu trí không ít, không hổ là con gái của ta mà. Hắn có chút đắc ý, lại giận tím mặt, hừ lạnh mà nói: Phượng Nhi, cha sẽ không để cho sư huynh của con lấy thân phạm hiểm, con cứ yên tâm đi. Phượng Yên Nhu le lưỡi, thật cẩn thận nói: nếu vậy thì con gái cùng đi với Diệp sư huynh. Cái con bé này... Yêu chủ hoàn toàn không biết nói gì. Phượng Yên Nhu ở cùng Diệp Húc như thế thì hắn thật sự không thể thờ ơ nhìn Diệp Húc gặp nạn. Chiêu thức ấy có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, khiến hắn không đề phòng thêm. Diệp Húc cười nói: đi gặp tinh đế một lần cũng không sao, ta cũng muốn xem vị tinh đế có thể sánh vai với Ứng sư huynh lâu như thế rốt cuộc là nhân vật lợi hại như thế nào. Con gái lớn không giữ được, vừa mới định hôn đã thành người ngoài. Mà yêu chủ thì buồn bã than một tiếng rồi rời khỏi Thiên Yêu Cung. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu nhìn nhau cười, cùng Già La Minh Tôn, Hạo Thiên Khuyển rời khỏi Yêu Cung, sóng vai với yêu chủ bay ra đầm lầy Vân Mộng, đi hướng Chu Thiên Tinh Cung ở ngoài thế giới vu hoang kia. Yêu chủ, các người cũng đi Chu Thiên Tinh Cung sao? Không bằng chúng ta cùng đi đi. Đột nhiên một giọng nói hùng hậu vang dội truyền đến. Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại thì thấy một cây phù tang to lớn không gì sánh được, bị nhổ tận gốc, cành rễ bay múa. Cây này tuy bay giữa không trung nhưng vì quá lớn nên trên các cành cây đám khoa phụ vẫn sinh sống và tu luyện như trước, thậm chí một số còn đang say sưa ác chiến với tộc khoa phụ. Tuy vì tu luyện đại càn khôn vu đồ cấm pháp khiến cho thân thể cồng kềnh không thể bay được, nhưng lúc này có món cấm bảo phù tăng thần thụ kia, bọn họ cũng có thể điều khiển cấm bảo bay giữa không trung. Nhưng nếu như bọn họ rời khỏi cây phù tăng thì sẽ giống như thiên thạch từ trên cao rơi xuống, không ai có thể bay lên. Ánh mắt yêu chủ sáng lên, cười nói: hóa ra là Cảnh Văn thánh chủ. Cảnh Văn sư huynh, cả tộc huynh đi tới tinh cung với trận thế lớn như vậy, chẳng nhẽ là muốn chuyển đến Chu Thiên Tinh Cung ở hay sao? Một lão già khoa phụ mày râu rậm rạp phải dài đến hơn 10 trượng đứng trên hoa phù tang nhanh chóng đến gần, mặt mày hớn hở nói: tình đế, lão tiểu tử kia mời khoa phụ tộc ta đến tham gia đại hội tinh cung linh tinh gì gì đó, hơn phân nữa là không có ý tốt rồi. Lão già này đúng là thánh chủ của tộc khoa phụ, tên là khoa phụ Cảnh Văn. Tên nghe có vẻ nho nhã nhưng cách nói chuyện là cực kỳ nóng nảy. Lão lớn giọng nói: chỉ có khoa phụ chết trận chứ không có khoa phụ quỳ mà sống. Lão tử ta nghĩ nếu y thật sự muốn tộc khoa phụ ta gia nhập tinh cung trở thành thuộc hạ của y, lão tử sẽ mang theo toàn tộc nhân giết cả nhà y cùng y liều cái cá chết nơi sách kìa. Nhưng thằng nhãi tinh đế này thật lợi hại, tư chất lại thiên hạ vô song, hơn phân nữa là lão tử ta không làm gì được y rồi, nhưng đâm hai dao vô ngực thì vẫn có thể làm được. Diệp Phúc không nhịn nổi bật cười, tộc khoa phụ quả nhiên vẫn đơn thuần như trước. Hắn cười nói: Cảnh Văn thánh chủ, xin hỏi tinh đế người này rốt cuộc là có gì lợi hại vậy? Vì sao ai cũng đều nói tư chất của y là đệ nhất thiên hạ vậy? Tinh đế có tư chất đệ nhất thiên hạ, rất nhiều người đều nói như vậy, thậm chí đều là những cường giả như yêu chủ hay khoa phụ Cảnh Văn. Điều này khiến cho Diệp Phúc càng thêm tò mò. Có thể làm cho các thánh chủ đó tự thẹn không bằng, tinh đế tất có đặc điểm đặc biệt. Phượng Yên Nhu cũng vô cùng hiếu kỳ, nàng bèn hỏi thánh chủ, tộc khoa phụ: Cảnh Văn bá phụ ơi, không phải nói thân thể ngũ hành là thể chất mạnh nhất hay sao? Tinh đế tư chất đệ nhất thiên hạ, hay là ông ta có được không chỉ một loại thân thể ngũ hành vậy? Diệp Phúc liên tục gật đầu. Theo hắn biết thì hiện nay tư chất tốt nhất chính là thân thể ngũ hành. Trên thực tế thì thân thể ngũ hành cũng không phân cao thấp, có cao thấp chỉ là do cố gắng, nỗ lực của cá nhân mà thôi. Hắn gặp qua không ít thân thể ngũ hành, tỉ như Kiều Kiều chính là thân thể Thủy Đức Cộng Công, Hầu Nhân Vực
chính là thân thể tái đức cậu thổ. Đông Hoàng Mục là hỏa đức Trúc Dung, thậm chí là tên Úc Khánh Sơn đã chết trong tay hắn kia cũng là thân thể mộc đức Cú Mang. Những người này tu vi có cao có thấp, nhưng tư chất đều là cao, đều là quần hùng có 102. Tình đế có thể được người gọi là tư chất mạnh nhất, ngay cả thân thể ngũ hành đều bị y vượt qua, khiến cho Diệp Húc không thể không thấy kinh ngạc. Khoa phụ Cảnh Văn liếc Phượng Nghiên Nhu một cái, cười ha hả mà nói: "À, cháu gái ngoan, cái gọi là thân thể ngũ hành chỉ là thể chất của nhân tộc thôi. Thân thể ngũ hành mạnh nhất cũng chính là mạnh nhất trong phàm nhân. Thế gian này những thể chất khác cũng không ít đâu, trong đó nhiều thể chất cũng không hề kém với nhân tộc. Thậm chí ở trong nhân tộc cũng có thể chất không hề yếu hơn thân thể ngũ hành." Lão giơ tay ra, chỉ thấy phù tăng thần thụ càng lúc càng nhỏ rồi rơi vào trong tay của lão. Tộc nhân khoa phụ trên thần thụ cũng bị cấm bảo thần kỳ này thu nhỏ hình thể, vẫn sinh hoạt trên gốc thần thụ cực lớn này. Khoa phụ Cảnh Văn rất đắc ý cười nói: "Tỉ như tộc khoa phụ ta trời sinh dũng mãnh, huyết mạch truyền lưu, vừa ra đời đã có thần lực kinh người, tứ chất vô song, đây cũng là một loại thể chất vô song." Phượng Yên Nhu len lưỡi: "Quả thật tộc khoa phụ vừa sinh ra đã có thần lực kinh người, nhưng nếu nói đó là tư chất vô song thì chính là Cảnh Văn thánh chủ đang khoác lác." Già La Minh Tôn ồm ồm nói: "Đúng vậy, thân thể ngũ hành chỉ phân chia với nhân tộc. Thí dụ như thể chất của tứ đại hoàng tộc ma tộc ta đây, vừa sinh ra đã có cửu đại luân hải, không hề thua kém thân thể ngũ hành chút nào. Nếu không thì sao ma hoàng có thể trở thành vũ hoàng được?" Diệp Phúc nghe vậy không nhịn được gật đầu liên tục. Yêu tộc cũng không có cái gọi là thân thể ngũ hành, nhưng lại có rất nhiều cao thủ, trong lịch sử cũng xuất hiện không ít vua hoàng. Thậm chí thanh đế khi sinh ra từ trong hồng mông khí đã có thần minh, tư chất ông lại có 102 trong thiên hạ. Thân thể ngũ hành dù có thúc ngựa đuổi theo cũng không bằng. Trước đây hắn cứ cho rằng thân thể ngũ hành là mạnh nhất, chỉ là nhận thức chủ quan trước đây. Thế gian này chỉ có loài người mới đạt được thiên đạo truyền thừa, cho nên mới có phương thức phân chia thân thể ngũ hành kia. Nhưng với các chủng tộc khác thì thân thể ngũ hành không được cho là mạnh nhất. Chẳng lẽ tình đế cũng không phải là nhân loại hay sao? Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới chỗ mấu chốt này, nghi ngờ hỏi: "Điều này ta cũng không biết được." Khoa phụ Cảnh Văn gãi mớ tóc rối bời, lắc lắc đầu nói. Yêu chủ mỉm cười lên tiếng: "Tình đế đương nhiên là nhân loại rồi, nhưng thể chất y cực kỳ đặc thù, chính là nhân hà trụ quang thể, là thần thể trong truyền thuyết. Nghe nói khi tình đế sinh ra, trời giáng trụ quang đua nhau nhập thể, ngưng tụ trong cơ thể của y, một tòa trụ quang đại trận thiên nhiên, trưởng khống thời gian, thậm chí chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể làm cho người ta già đi. Đây là thần thể trời sinh, nên còn hơn cả thân thể ngũ hành kìa. Loại thể chất này nhất định có thành tựu lớn, huyết mạch thần linh không phải là kém. Tình đế có được ngân hà trụ quang, thế nên mới được công nhận là có tư chất đệ nhất thế giới vô hoang này. Đánh nhau với y quả thật là một loại tra tấn, nếu không cũng chẳng biết sẽ chết thế nào." "Sao? Thân thể trời sinh sao?" Diệp Húc ngẩn ra, lại càng thêm khâm phục Ứng Thông Đạo. Tinh đế là thân thể trời sinh, mà Ứng Thông Đạo còn có thể sánh vai với nhân vật bậc này, bất luận là tu vi hay thực lực đều chưa từng bị tinh đế bỏ xa. Tư chất của Ứng Thông Đạo mà so với tinh đế thì chắc chắn thúc ngựa không bằng, thậm chí còn kém xa thân thể ngũ hành. Tư chất hắn ở trong các thánh chủ chỉ có thể coi là nhân vật bậc trung, nhưng lấy được thành tựu hiện giờ khiến cho người ta không thể không bội phục. Yêu chủ buồn bã nói: "Nghe nói Hiên Viên Như Nguyệt tiểu cô nương Hiên Viên gia kia khi sinh ra đôi mắt không thể nào mở được, vô tri vô giác, sau bị Kỳ huynh vén mắt lên, lập tức thần quang chiếu rọi hư không ngu minh, thấu triệt đại địa, nhìn cả thế giới khác, đó chắc cũng là một loại thần thể. Đáng tiếc là đôi mắt kia mở ra quá sớm, khiến cho thần thể không thể dưỡng dục thành thục được." Diệp Húc từng giao hữu với Hiên Viên Như Nguyệt, cô nhóc bướng bỉnh này thích gây rắc rối khắp nơi, còn từng cùng Diệp Húc và Phượng Yên Nhu xông vào Ân Khư. Diệp Húc còn dựa vào thần nhãn của cô bé để xem phá cấm chế, sau lại mời Phượng Yên Nhu phá cấm. Chẳng qua hắn không ngờ rằng Hiên Viên Như Nguyệt cũng là một loại thần thể. Chuyện tới bây giờ hắn cũng đã hiểu được vì sao thần thể lại ở trên thân thể ngũ hành. Thân thể ngũ hành chủ yếu là nguyên thần. Nguyên thần bọn họ chính là mảnh vỡ tinh hồn cùng nguyên thần của năm vị thiên đế thời thượng cổ. Vô sĩ tu luyện tới tam tương cảnh, công hiệu của nguyên thần sẽ bị thiên địa pháp tướng thay thế, biến thành trung tâm của thiên địa pháp tướng. Uy năng mà thiên địa pháp tướng chất chứa gấp nguyên thần trăm ngàn lần, cho nên thân thể ngũ hành tuy mạnh nhưng không mạnh đến mức làm cho người ta khó có thể kháng cự. Nhưng thân thể trời sinh đã dị thường khủng bố, người như thế vừa ra đời đã có được thần thông kinh thiên động địa, tu vi tăng trưởng thì thần thông cũng tăng lên,
tốc độ tu luyện không hề thua kém thân thể ngũ hành. Ta còn nghe nói Hiên Viên Vô Khuyết hình như cũng là một loại thần thể, chỉ không biết đó là loại thần thể nào. Yêu chủ nói với vẻ hâm mộ. Hiên Viên thế gia là huyết mạch của thiên đế, thế hệ này lại sinh ra hai thần thể, làm cho người ta không thể nào không hâm mộ. Chẳng qua điều khiến ta tò mò là ngươi là thần thể gì? Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn thẳng Diệp Húc cười nói. Tu vi của ngươi đột nhiên tăng vọt, chỉ trong một thời gian ngắn, từ một tên tiểu bối vô danh, không chút tiếng tăm gì, biến thành cường giả, có thể tranh cao thấp cùng nhân hoàng, chen chân vào trong rừng cao thủ thiên hạ. Nếu là có thể chất bình thường, thì sao có thể có được thành tựu này đây? Diệp Húc chớp chớp mắt thành thật nói. Thể chất của ta chỉ tốt hơn vũ sĩ bình thường một chút, tạm coi là thiên tài, nhưng so với những thiên tài tuyệt đỉnh kia thì chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi. Yêu chủ lắc lắc đầu, thở dài nói. Ta vốn định để ngươi sinh ra cho ta một đứa cháu ngoại có thể chất đặc thù, giờ xem ra hy vọng xa vời rồi. Phượng Yên Nhu đỏ bừng hết mặt lên, thẹn thùng không thôi. Diệp Húc cũng hơi ngượng ngùng. Này, yêu chủ, đem con gái của ngài đến tộc khoa phụ ta đi, đảm bảo có thể sinh cho ngài một thằng cháu có thể chất của khoa phụ tộc. Khoa phụ Cảnh Văn cười ha hả, thanh âm vang dội. Sinh cho ngài một đám cháu trai có thể chất khoa phụ cũng đều được cả kìa. Tốc độ bọn họ cực nhanh, một bước là đi được cả ngàn dặm, rất nhanh là đi qua thế giới vu hoang, hướng đến Chu Thiên Tinh Cung. Diệp Húc nháy nháy mắt với Phượng Yên Nhu, rồi lập tức tế ngọc lâu của mình treo ở trên đỉnh đầu của Già La Minh Tôn. Sau đó hắn lại nắm tay bàn tay Phượng Yên Nhu, cất bước đi vào trong ngọc lâu. Sư huynh, làm vậy không tốt đâu, cha mẹ còn đang ở ngoài, hơn nữa... Phượng Yên Nhu định giãy tay của hắn ra, thế nhưng không được, cũng không giãy giụa nữa. Nàng cúi đầu xuống, sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng mà nói. Hơn nữa, chúng ta mới chỉ là đính hôn, còn chưa thành thân xuất giả, giờ mà sinh thần thể có phải... Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ giọng nói. Có phải quá sớm hay không? Diệp Húc lảo đảo một cái, chợt nhớ tới chuyện hoang đường trong Thăng Hoàng Lăng kia, trong lòng không khỏi dâng lên tâm tư. Hắn vội vứt bỏ cảm xúc khắc thường, cười nói. Sư muội à, ta để muội vào là muốn cho muội xem thứ tốt thôi, muội nhìn này. Phượng Yên Nhu nhìn theo hướng tay của hắn chỉ, thì thấy tiên linh khí mù mịt, mây mù lợn lờ, trông như tiên cảnh. Trong tiên cảnh, một gốc ngọc thụ mọc thẳng hướng trời cao, nhìn không thấy tán cây. Lần trước ở trong Thang Hoàng Lăng, sư muội lấy được một ít tiên linh khí, chắc đã dùng hết rồi phải không? Diệp Húc đánh giá Phượng Yên Nhu thì thấy tu vi của nàng đã gần thân thể bất diệt, hiển nhiên là dùng tiên linh khí tu luyện nên tu vi tiến cảnh của nàng nhanh thần tốc, không hề chậm hơn mình. Hắn cười nói. Tiên linh khí này của ta tuy không nhiều, thế nhưng luôn có tiên linh khí tuôn tới, cũng đủ cho muội tu luyện. Lúc này đây thì Phượng Yên Nhu mới biết là mình hiểu lầm, sắc mặt lại càng thêm đỏ. Diệp Húc cười như không cười nói. Sư muội, vừa rồi muội bảo không tốt, rốt cuộc là loại không tốt nào vậy? Là như thế này sao? Hắn lấn lên trước rồi ôm lấy eo của Phượng Yên Nhu, khiến cho nàng cả kinh, vội vàng nói. Sư huynh, đừng sợ, thân thể muội mềm nhũn ra rồi, sắp không đứng nổi nữa rồi. Sau một lúc lâu, Diệp Húc mới lưu luyến thu hồi bàn tay. Hiện giờ yêu chủ đang ở bên ngoài, hắn cũng không dám làm sằng làm bậy ở trước mặt cha vợ. Hắn cười nói. Sư muội, muội có thể tu luyện ở đây bất cứ lúc nào, chuyện bên ngoài đã có ta xử lý rồi. Hai người chơi đùa một trận rồi mới thôi, nhưng vẫn không hề vượt qua ranh giới cuối cùng. Diệp Húc tế Di La Thiên Địa Tháp lên, lấy ra Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của Đặng Lâm và Ngân Hà Trụ Quang Đại Trận của Đinh Dần, rồi dung nhập chúng vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Hắn khẽ động tâm niệm, từng đạo ngũ hành kim khí bay tới từ sâu trong ngọc lâu, tuôn vào trong bảo tháp. Đám ngũ hành kim khí đó chính là hắn đoạt được ở trong Thăng Hoàng Lăng. Lúc ấy, hắn cùng với Phượng Yên Nhu càn quét hơn một nửa ngôi sao do ngũ hành kim khí hóa thành, mỗi người đều thu được nhiều đến mức đủ để luyện chế một món cấm bảo. Diệp Húc vẫn giữ đám ngũ hành kim khí đó mà không sử dụng, để luyện chế Di La Thiên Địa Tháp của mình. Lúc này kim khí liên tục nhập vào trong tháp, lại thêm hai tòa đại trận cơ cấu thế giới vào tháp, lập tức tòa vào tháp này bắt đầu ù sinh trưởng, từ 11 tầng tăng lên tới 14 tầng mới ngừng. Uy năng tòa vào tháp này đã tăng lên gấp mấy trăm lần chỉ trong thời gian ngắn, khiến cảm ứng giữa hắn với chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương kia lại càng thêm mạnh. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn thấy hơi thất vọng. Uy năng Di La Thiên Địa Tháp tuy mạnh nhưng so với Ngọc Lâu thì vẫn kém cỏi hơn rất nhiều. Xem ra chỉ có cướp thêm vài tòa Chu Thiên trận đồ cùng Chu Quang đại trận, tốt nhất là lấy được hai bộ cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung kia, thì uy năng Di La Thiên Địa Tháp sẽ vượt được Ngọc Lâu.
hắn thầm nghĩ. Nhưng với thực lực hiện giờ thì ta chỉ có thể triệu tập được ảo ảnh của món thiên đế chứng đạo chi bảo kia. Triệu tập ảo ảnh của chứng đạo chi bảo cũng không hề đơn giản. Lần trước Diệp Húc định triệu hoán ảo ảnh Di La Thiên Địa Tháp đã suýt bị hút sạch tu vi. Hơn nữa, ảo ảnh của tòa chứng đạo chi bảo này cũng chưa từng giáng đến thế giới vô hoang. Tuy hiện giờ thực lực của hắn tiến nhanh, nhưng đem ảo ảnh Di La Thiên Địa Tháp từ không trung xa xôi vượt qua trùng trùng không gian, qua một đám thế giới để đến đây, Diệp Húc vẫn không dám khẳng định là mình có tu vi hùng hậu như thế. Cảm ứng giữa Di La Thiên Địa Tháp của hắn và món chứng đạo chi bảo đó càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể cảm ứng được phương vị chuẩn xác của nó. Món bảo vật này vốn không cùng một không gian với thế giới vô hoang, ở giữa còn cách một đám không gian, một đám thế giới khác, thậm chí còn có cả thiên giới. Nhưng đi tìm Di La Thiên Địa Tháp món chứng đạo chi bảo này thì với thực lực hiện giờ của Diệp Húc còn chưa thể làm được. Tòa bảo tháp này chính là do vị thiên đế đầu tiên Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương tạo thành. Ông có lai lịch khá cổ xưa, thực lực lại vô cùng dũng mãnh, phải nói là đệ nhất trong các thiên đế xưa nay. Chứng đạo chi bảo của ông kia đừng nói là thu, cho dù đến gần e rằng cũng có thể bị ép cho tan xương nát thịt. Diệp Húc đi ra khỏi Ngọc Lâu thì ngẩn ra vì thấy một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận cùng trụ quang đại trận vần quanh một mảng đại lục tinh cung. Hóa ra là bọn họ đã đến chu thiên tinh cung. Yêu chủ cùng khoa phụ Cảnh Văn dẫn đầu bước vào trong hai tòa đại trận này. Nơi bọn họ đi qua, tinh đấu ngừng vận chuyển, trụ quang ngừng lại, thẳng đến chu thiên tinh cung ở trung tâm hai tòa đại trận này. Hai tòa đại trận của chu thiên tinh cung này vẫn đang thức tỉnh, uy năng cấm bảo mênh mông. Người có thể bước qua hai tòa đại trận này chỉ có cao thủ cấp thánh chủ. Thánh chủ có cấm bảo bảo vệ nên không lo bị tinh đấu đại trận nghiền chết hay trụ quang đại trận hao hết thọ nguyên. Nhưng kẻ khác muốn băng qua hai tòa đại trận này thì lại ngàn khó vạn khăn. Dù là nhân hoàng đỉnh cao, nhưng nếu không có cấm bảo hay cấm bảo bắn thành phẩm thì sẽ hãm vào trong đại trận, bị tinh đấu nghiền nát, bị trụ quang tiêu diệt. Lúc trước Diệp Húc từng nhìn thấy hai tòa đại trận này từ xa xa, cảm thấy nó bao la đổ sộ, giờ nhìn gần thì lại càng thêm kinh sợ. Hai món cấm bảo của chu thiên tinh cung này có thể nói là đại trận đệ nhất thời nay, uy năng của chúng hơn xa các cấm bảo khác. Chúng dắt đến tinh quang vô cùng vô tận, gần như tái tạo ra một tiểu vũ trụ rộng lớn bao la trong vũ trụ tinh không chu thiên tuần hoàn. Loại chuyện này không có thánh địa nào có thể làm được, cho dù là Hàn Nguyệt Cung hay Thái Dương Thần Cung ở phương diện này cũng thua kém chu thiên tinh cung rất nhiều. Không chỉ như vậy, trung tâm hai tòa đại trận này chính là một đại lục. Chu thiên tinh cung chính là thành lập trên đại lục đấy. Đại lục này với thế giới vô hoang giống nhau như đúc vậy, càng nhìn càng thấy giống như là bản thu nhỏ của thế giới vô hoang. Loại khí phách và bản lĩnh này khiến người ta phải thán phục. Xuyên qua hai tòa đại trận này, lấy thực lực của Diệp Húc thì có thể làm được, nhưng mang theo Giả Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển thì có phần khó khăn. Tu vi thực lực của hắn tuy cao minh, nhưng nguyên năng của hai tòa đại trận kia thật sự là mênh mông đến cực điểm. Lại còn là hai món cấm bảo thức tỉnh, cho dù không ai điều khiển công kích, nhưng hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hắn lập tức thu Giả Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển vào trong Ngọc Lâu, rồi tế Kiến Mộc Thần Trượng lên, khiến cho nó hóa thành một cái ô màu xanh cầm trong tay. Diệp Húc một tay cầm ô, cất bước đi vào trong hai tòa đại trận. Hắn vừa mới vào trận thì phát hiện vô cùng vô tận tinh lực ép tới, trụ quang giống như cát sông Hằng chảy tới, định mang đi tất cả thọ nguyên của bất luận kẻ nào dám xông vào trong trận. Chiếc cô màu xanh trong tay Diệp Húc kia mở ra, định trụ chu thiên tinh lực cùng tinh sa tuôn đến ở giữa hai tòa đại trận, từ từ đi đến chu thiên tinh cung. Thực lực của hắn hiện nay hơn lúc trước rất nhiều. Hai tòa đại trận này tuy mạnh, nhưng không ai điều khiển thì không thể làm gì được hắn. Chu thiên tinh lực thật nồng đậm, uy năng của hai món cấm bảo này liên hợp lại cùng một chỗ, e là không kém thánh bảo là mấy. Diệp Húc quan sát xung quanh, chỉ thấy chu thiên tinh lực nơi đây đã đậm đến mức kết tinh thành những ngôi sao cực lớn và những hạt cát thật nhỏ, trông như một biển cả mênh mông. Đại trận phun ra nuốt vào tinh lực, hình thành nên thủy triều cuộn trào, từng đạo ngân hà chảy trong đại trận. Có những vị cổ thần khoanh chân ngồi trên các ngôi sao, đây chính là chu thiên tinh quân trong chu thiên tinh đấu đại trận. Bọn chúng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một tinh quân đều có thực lực như thánh chủ, thậm chí một số tinh quân chủ yếu do tinh đấu ngưng tụ thành lại mạnh mẽ khôn cùng. Chúng cho Diệp Húc một cảm giác khủng bố như đám thánh chủ lâu đời, yêu chủ và ứng tông đạo kia, sâu không lường được. Đám tinh quân đó nửa tỉnh nửa ngủ, bọn chúng cũng không phải là sinh linh nên không có sinh mạng hay giả yếu. Diệp Húc cũng từng tu luyện qua đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp nên biết chỗ ảo diệu bên trong. Đám tinh quân đó hẳn là thiên địa pháp tướng của một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ thời thượng cổ đã tu luyện ra. Thiên địa pháp tướng của người này đối ứng với chu thiên tinh đấu,
có tất cả 365 tôn, sau lại luyện những thiên địa pháp tướng đó thành cấm bảo, đó là Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Môn cấm bảo này không lúc nào là không hấp thu tinh lực, tự mình trưởng thành, tích lũy năng lượng khủng bố. Nếu cứ để cho nó hấp thu như vậy thì sớm muộn gì cũng vượt qua cấm bảo, trở thành vu bảo có phẩm cấp cao hơn. Tinh lực ở nơi này nồng đậm như thế, để đó không lấy quả đúng là lãng phí mà. Diệp Phúc chợt nghĩ tới điều này nên không vội tiến vào Chu Thiên Tinh Cung. Hắn đưa Diêu La Thiên Địa Tháp bay ra từ trong Ngọc Lâu. Tòa tháp này vừa mới xuất hiện lập tức như một hòn đá rơi xuống biển, sinh ra những gợn sóng to nhỏ. Vô số tinh lực, tinh xa trong hai tòa đại trận này chen nhau chui vào trong Diêu La Thiên Địa Tháp. Diệp Phúc vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy uy năng của Diêu La Thiên Địa Tháp lại từ từ tăng lên. Tòa Diêu La Thiên Địa Tháp này có công dụng còn hơn cả Kiến Mộc Thần Trượng. Nó dắt đám tinh lực tinh hà đến, thậm chí còn khiến cho cả một đạo ngân hà gào thét rót vào trong tháp. Ngân hà giống như một con trường long trắng như tuyết, uy năng có thể sánh ngang với Nhân Hoàng đỉnh phong. Xung kích khiến cho chiếc cô xanh trong tay Diệp Phúc lung lay. Nhưng đến cạnh Diêu La Thiên Địa Tháp thì gặp phải khắc tinh, một tia uy năng cũng không thể phát ra được, bị dắt vào trong bảo tháp. Rắc một tiếng, tòa bảo tháp này cắn nuốt sạch sẽ đạo ngân hà kia, rồi phát ra một tiếng vang nhỏ, lại mọc ra một tầng nữa, hóa thành bảo tháp 15 tầng, hiệu quả gần như cắn nuốt hai tòa đại trận tinh đấu và trụ quang cấp Nhân Hoàng chi bảo kia rất nhiều. Diệp Phúc vội vàng lấy ngũ hành kim khí ra khỏi Ngọc Lâu, không ngừng nhốt đánh vào trong Diêu La Thiên Địa Tháp, làm cho nó vững chắc hơn, trong lòng vui vẻ vặn. Chẳng qua, cho dù Diêu La Thiên Địa Tháp cắn nuốt như thế, nhưng so với hai cấm bảo Chu Thiên Tinh Cung này thì vẫn là không đáng kể. Có thể thấy được hai bộ đại trận cấm bảo bậc này tích lũy khủng bố ra sao, dù không phải thánh bảo nhưng cũng không khác là mấy. May mắn, thật là quá may mắn mà. Diệp Phúc lại càng không muốn rời đi, thu hồi Kiến Mộc Thần Trượng này, rồi dùng toàn lực thúc giục uy năng của bảo tháp. Tòa bảo tháp đó đứng vững giữa vô tận tinh lực, điên cuồng thổi quét, kéo tới những mảnh ngân hà dài hẹp, hút từng luồng tinh lực đến, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Hành động này của hắn tuy thanh thế khá lớn, nhưng diện tích Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và ngân hà trụ quang đại trận bao phủ quá lớn, giống như nhấc lên gợn sóng trên biển rộng bao la, căn bản không khiến người khác chú ý. Diệp Phúc điên cuồng để cho Diêu La Thiên Địa Tháp hấp thu tinh lực tinh xa cùng ngân hà của hai tòa đại trận kia. Uy năng tòa bảo tháp này cứ từ từ tăng lên, ảnh hưởng tạo ra càng lúc lại càng lớn. Rắc rắc. Diệp Phúc lại mọc thêm một tầng nữa, trở thành bảo tháp 16 tầng, cao hơn Ngọc Lâu của hắn một tầng, uy năng thì mạnh không kém Ngọc Lâu chút nào. Thật sảng khoái, lần này tới Chu Thiên Tinh Cung đúng là quá may. Nhưng động tĩnh do Diêu La Thiên Địa Tháp của ta tạo ra thật sự quá lớn, nếu như tiếp tục hấp thu sẽ khiến cho cường giả Chu Thiên Tinh Cung chú ý, nếu khiến cho Tinh Đế ra tay thì hỏng bét rồi. Lúc này Diêu La Thiên Địa Tháp trưởng thành đến 16 tầng, nó không chỉ tạo ra những gợn sóng nhỏ bé trong hai tòa đại trận kia nữa, mà là cuồng phong sóng lớn, thậm chí còn mơ hồ kéo đến những ngôi sao to lớn không gì sánh được. Quả thật có thể kéo hết sao trong hai tòa đại trận này vào trong thân tháp rồi cắn nuốt tất cả. Hành động này không phải là nhỏ. Hắn tiến lên Diêu La Thiên Địa Tháp, cắn nuốt tinh lực tinh xa cùng ngân hà, nhưng vẫn chưa suy giảm tới gốc rễ hai món cấm bảo này. Nhưng nếu tiếp tục thì sẽ tổn thương đến gốc rễ của chúng, thậm chí còn cắn nuốt luôn cả hai tòa đại trận này. Diệp Húc có thể tưởng tượng ra Chu Thiên Tinh Cung sẽ không cho phép mình cắn nuốt hai tòa đại trận, chỉ sợ vừa mới ăn đi một ngôi sao đã khiến cao tầng Chu Thiên Tinh Cung chú ý, thậm chí là kinh động cả Tinh Đế. Hiện giờ hắn ở sâu trong trận, uy năng của hai tòa cấm bảo này hợp lại một chỗ thì có thể so với thánh bảo. Nếu lại được Tinh Đế cùng đám cường giả Chu Thiên Tinh Cung thúc giục, thì cho dù Diệp Phúc có dị bảo như Diêu La Thiên Địa Tháp cùng với thánh bảo Thái Dương Thần Lô kia cũng chẳng thể kháng cự nổi, sẽ bị luyện hóa thành cặn bã rất nhanh, thậm chí ngay cả cặn cũng không còn. Hành động này như nhảy múa trên mũi đao, không cẩn thận thì sẽ soạt một tiếng tim bị đâm thủng. Diệp Phúc đã lấy được khá nhiều chỗ tốt nên không càn quấy nữa, lập tức vươn người đứng dậy, thi triển Trường Không Ấn đánh phá trường không, trong chớp mắt liền vượt qua vạn dặm, tiến vào vị trí trung tâm của Chu Thiên Tinh Cung. Hắn vừa mới rời đi thì dị biến sinh ra, chỉ thấy từng luồng hơi thở khủng bố chuyển tới, tiếp theo là chấn động cực lớn. Diệp Phúc dừng trên đại lục ở trung tâm Chu Thiên Tinh Cung, quay đầu nhìn lại thì chố mắt ra nhìn, chỉ thấy chỗ hắn vừa rời đi có những lá cờ bay phấp phới. Bên trong cờ, từng tôn Chu Thiên Tinh Quân bước ra, hơn 10 vị Chu Thiên Tinh Quân có thể sánh với thánh chủ kia liên kết cùng một chỗ, đánh một kích tới nơi hắn vừa đứng, đánh cho mảng hư không đó tan biến. Thật nguy hiểm. Diệp Phúc thoát ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy kinh hoàng. Nếu hắn chậm một khắc thôi,
e là đã bị 10 vị tinh quân có thể sánh với thánh chủ kia đánh chết ngay tại chỗ. Nhất định là cao tầng Chu Thiên Tinh Cung đã nhận thấy không đúng nên mới thúc giục hai món cấm bảo này. Dì là thiên địa tháp của ta đã hấp thu năng lượng khủng bố như thế mà uy lực của hai món cấm bảo này vẫn kinh khủng như vậy. Diệp Húc lòng còn sợ hãi. Ở trong ba cung, Thái Dương Thần Cung lâu đời nhất, tiếp đó là Hàn Nguyệt Cung. Về phần Chu Thiên Tinh Cung thì thành lập đến nay mới mười mấy vạn năm, nhưng thực lực của nó lại hơn hẳn Hàn Nguyệt Cung, gần với Thái Dương Thần Cung. Thánh bảo mà Thái Dương Thần Cung có được chính là đạo thống mà Hạo Thiên Đại Đế để lại khi ông trở thành Thánh Hoàng. Bối cảnh sâu xa, không thánh địa ma đạo nào có thể sánh bằng. Chỉ có thanh đế kia mới có thể sánh ngang với Thái Dương Thần Cung. Hàn Nguyệt Cung chính là thánh địa do Nga Hoàng xây dựng. Tuy thực lực cực kỳ khổng lồ, nhưng Thánh Hoàng chi bảo mà Nga Hoàng luyện chế ra kia lại không ở trong Hàn Nguyệt Cung, mà bị phong ấn trong một không gian kỳ lạ. Tuy không hề ít cấm bảo, nhưng vẫn thua kém Chu Thiên Tinh Cung một bậc. Chỉ có thánh địa non trẻ Chu Thiên Tinh Cung này tinh thần tràn trề, nhất là những năm gần đây có vị tinh đế tài trí mưu lược kiệt xuất nên lại càng thịnh vượng, tản ra lực sinh mệnh không gì so sánh được. Không chỉ có như vậy, còn có truyền thuyết về vị tổ sư sáng lập ra Chu Thiên Tinh Cung đã tu luyện tới vô hoàng và bước vào thiên giới, trở thành cự đầu trên thiên giới kia, đến nay vẫn còn tại nhân thế. Chu Thiên Tinh Cung có một vị lão tổ tông ở thiên giới như vậy mà không muốn hưng thịnh thì cũng khó. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Mười mấy vạn năm cực kỳ dài, gần như với một hoàng triều thống nhất. Chỉ có thần vương mới có thể có thọ mệnh dài lâu như vậy. Cho dù là thánh hoàng hay vũ tổ thì cũng là thân tử đạo tiêu. Hấp thu nhiều tinh lực tinh xa ngân hà như vậy đã là nhổ răng cọp rồi, không thể được đằng chân lưng đằng đầu nữa. Không biết có người chú ý tới hành động của ta hay không đây. Diệp Húc ngoảnh đầu nhìn lại hai tòa đại trận kia, có phần không cam lòng. Nếu có thể cho Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt hết hai tòa đại trận này thì không biết sẽ khiến cho Di La Thiên Địa Tháp trưởng thành đến trình độ khủng bố nào. Nhưng trải qua lần này, Chu Thiên Tinh Cung nhất định sẽ bảo vệ thêm hai tòa đại trận này, không cho hắn đắc thủ nữa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy chúng đến cho Di La Thiên Địa Tháp của ta ăn sạch thôi. Diệp Húc bước tới tòa Chu Thiên Tinh Cung ở trung tâm đại lục này, đột nhiên thấy một đám bóng người bay ra khỏi Chu Thiên Tinh Cung, phi thẳng đến chỗ sâu trong đại trận. Những người này cực kỳ mạnh mẽ, những hơi thở nhân hoàng che chở phủ đất, uy áp vô cùng. Bọn họ cùng bay về phía chỗ 10 vị tinh quân liên thủ thống kích kia. Trong đó một lão nhân hoàng lạnh lùng nói: "Cha, lập tức tra cho ta xem rút cuộc tên thánh chủ nào to gan dám khiêu khích Chu Thiên Tinh Cung ta, trộm lấy linh khí, suýt nữa làm hỏng cấm bảo của tinh cung ta." Lão nhân hoàng đó đằng đằng sát khí. Lần này Chu Thiên Tinh Cung triệu tập thánh chủ trong thiên hạ cử hành đại hội, các cao nhân đương thời đều tụ tập tại đây. Lúc này chỉ sợ vô hoàng có tới cũng không phải là đối thủ của những người này. Lại thêm hai tòa đại trận tổ hợp có uy năng gần với thánh bảo, bởi vậy Chu Thiên Tinh Cung khá là tự phụ, không hề phái người canh gác trong hai tòa đại trận này, cứ cho là không ai có thể phá hỏng được hai tòa cấm bảo này vậy. Không ngờ lúc này chủ các thánh địa chưa hoàn toàn đi vào mà Chu Thiên Tinh Cung đã ăn thiệt ngầm. Nếu không phải phát hiện kịp thời, e là hai tòa đại trận này đã bị người ta phá hủy. Đám thánh chủ này có cả hạng người bướng bỉnh không chịu thuần phục hay dã tâm bừng bừng, nhất định là không phục tinh cung ta nên mới bày ra chuyện này để khiến tinh cung ta mất mặt đi mà. Một lão già cười lạnh nói: "Người như thế chỉ sợ cũng không phải là ít đâu, chỉ bằng bắt một kẻ tới giết cả dọa khí, tiêu diệt tên thánh chủ dám cả gan làm loạn này. Như vậy đại kế thống nhất tất cả các thánh địa của tinh đế mới có thể thuận lợi thi triển." "Đúng vậy, tên thánh chủ vừa rồi kia tuy ẩn giấu thân hình, nhưng nếu tổn hại hai món cấm bảo của tinh cung ta thì tất phải dùng cấm bảo của mình mới có thể làm được. Chỉ cần xem xét trận vân do cấm bảo để lại khi giao thủ ở nơi đây là có thể biết rốt cuộc là ai gây ra." Vài vị nhân hoàng này có tu vi rất cao, nhanh chóng liền tìm kiếm một lần nơi đây, thế nhưng lại không phát hiện ra bất cứ trận vân cấm bảo nào. Ngoài dấu vết của 10 vị tinh quân ra tay đánh đến kia thì chẳng dấu vết nào khác. Điều này khiến cho bọn họ nhíu mày liên tục. "Chẳng nhẽ là vu hoàng ra tay ư? Nếu không thì sao có thể không để lại bất cứ dấu vết nào vậy?" Một vị nhân hoàng run run nói, lộ ra vẻ sợ hãi. "Hay là đã có vu hoàng chui vào Chu Thiên Tinh Cung ta, định phá hỏng đại kế của tinh đế sao?" "Việc này không thể qua loa được, lập tức báo với tinh đế để ngài quyết định." Lúc này Diệp Húc đã đến trung tâm đại lục kia. Trước mặt là một mảnh biển rộng, Chu Thiên Tinh Cung lơ lửng trên biển kia. Đại lục trong hai tòa đại trận này có tinh lực cực kỳ nồng đậm, thậm chí trầm tích thành nước, tinh lực thực hóa thành dòng suối, con sông, thậm chí tụ hội thành biển cả. Hắn còn nhìn thấy trong biển rộng vô cùng vô tận kia đứng sừng sững hàng ngàn tòa linh sơn,
có các đệ tử Chu Thiên Tinh Cung sinh sống và tu luyện ở trong đó. Nhưng tiến vào tu luyện ở nơi đó thì hẳn là cao tầng của Chu Thiên Tinh Cung. Mười mấy vạn năm tích lũy kia thật đúng là không nhỏ. Nếu đám tinh lực này đều bị Dư La Thiên Địa Tháp của ta hấp thu hết, có khi lại tăng thêm một tầng nữa cũng nên. Diệp Phúc tán thưởng liên tục, đang định vượt biển thì lại thấy mấy vị cao thủ nhân hoàng kia vội vã chạy về, trong lòng vừa động. Sao? Hay là bọn họ phát hiện ra dấu vết gì để lại rồi sao? Không thể nào, Dư La Thiên Địa Tháp của ta cắn nuốt đi năng lượng bên trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Ngân Hà Trụ Quang Đại Trận xong cũng không để lại bất cứ dấu vết gì cả. Không thể bị người ta phát giác ra được. Mấy vị nhân hoàng như không nhìn thấy hắn mà bay thẳng vào Chu Thiên Tinh Cung, khiến cho Diệp Phúc thoáng yên tâm lại. Người tới, hãy dừng lại. Diệp Phúc vượt biển, một bước đi được ngàn dặm, mấy hơi thở đã đi tới Chu Thiên Tinh Cung. Hắn chỉ cảm thấy từng luồng hơi thở hùng mạnh truyền đến, có hơn mấy trăm. Hiển nhiên là thánh chủ đến từ các nơi trên thế giới đã đến không ít. Vài tên cao thủ tinh cung đột nhiên xuất hiện, cung kính nói: xin hỏi tiền bối, là vị thánh chủ của thánh điện nào? Ngươi là Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo. Mấy người kia chợt nhận ra Diệp Phúc, sắc mặt lập tức kịch biến như gặp phải kẻ địch lớn. Ngươi lại còn dám đến Chu Thiên Tinh Cung ta, chẳng lẽ không biết chữ chết biết như thế nào hay sao? Diệp Phúc mỉm cười: Chu Thiên Tinh Cung quảng mời quần hùng thiên hạ, Diệp Phúc hiện giờ đại diện cho Hoàng Tuyển Ma Tông tham dự đại hội, chẳng lẽ Chu Thiên Tinh Cung không chào đón Diệp Mẫu hay sao? Sắc mặt vài tên cao thủ tinh cung kia âm tình bất định. Diệp Phúc từng liên tục bắt nạt đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, thậm chí cả hai đứa con trai của Tinh Đế đều ăn thiệt lớn trong tay của hắn. Thạch Tinh Vân thì bị hắn bắn nát Ngọc Lâu, khiến cho cả tinh cung ai cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đó không lâu, hai vị thái thượng trưởng lão Đặng Lâm và Đinh Dần trở về từ Thiên Yêu Cung, sắc mặt trắng bệch, người bị thương nặng, nghe nói là cũng lọt vào độc thủ của hắn, khiến cho toàn tinh cung đều chấn động. Làm cho bọn họ tuyệt không ngờ là hắn đã to gan như vậy mà còn dám một mình nghênh ngang tới tinh cung này. Mấy người liếc nhau, không biết nên xử lý như thế nào. Ngăn Diệp Phúc lại thì bọn họ không có tu vi thực lực đấy, nhưng lại để Diệp Phúc đi vào, chỉ sợ các tầng sẽ bất mãn với hành vi buông tha của kẻ thù. Đang lúc không biết làm sao thì một tiếng nói vang lên: Diệp Thiếu Bảo, nếu đã đại diện cho Hoàng Tuyển Ma Tông, các ngươi ngăn hắn ở đây thì còn ra thể thống gì nữa đây? Diệp Phúc nhìn theo tiếng thì thấy một lão giả trong mấy vị nhân hoàng ban nãy kia đột nhiên trở lại, sắc mặt đầy hận thù, không vui nói: Tình cung ta đã dám mời Hoàng Tuyển Ma Tông thì sẽ không quản kẻ tới là ai, cho dù có là một con chó cũng phải đối đãi giống như thánh chủ, các ngươi còn không mau lui ra? Mấy tên cao thủ này dùng mình một cái vội đáp: Cẩn tuân Dương Tả dạy bảo. Diệp Phong chủ, mời. Bộ mặt của Dương Tả sứ kia đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Lão quay đầu nhìn về phía Diệp Phúc, rồi đột nhiên thi lễ, lạnh lùng nói: Diệp Thiếu Bảo, người xưa nay thích gây rối, thế nhưng tinh cung ta không phải bình thường, cho dù là rồng tới tinh cung ta cũng phải nằm úp sấp như một con giun. Ngươi ở trong mắt lão phu chỉ là một con giun, ngoan ngoãn ở đó cho lão phu. Nếu dám gây chuyện thị phi thì lão phu cũng không ngại nghiền chết một con giun nho nhỏ đâu. Tu vi của lão chính là nhân hoàng đỉnh phong, hiển nhiên chính là một vị bá chủ quyền cao chức trọng bên trong Chu Thiên Tinh Cung. Lão ngạo nghễ nói: Lão phu thi lễ với ngươi là kính ngươi đại diện cho Hoàng Tuyển Ma Tông. Nếu không với những gì ngươi đã làm mà rơi vào tay của lão phu thì ta đã sớm xử tử ngươi rồi. Lúc này đã có vài vị thánh chủ đến từ các thánh địa lớn chú ý tới động tĩnh ngoài cửa cung, đều đứng dậy xem. Những người này mặt mang ý cười, cũng không nhúng tay vào, hiển nhiên là muốn xem trò vui. Không ngờ Hoàng Tuyển Ma Tông lại phái Diệp Thiếu Bảo tới, Dương Tả sứ làm nhục hắn như thế, tên lòng lang dạ sói này chưa chắc đã có thể nhịn được. Các chủ bổ thiên các Mục Thanh Sơn cười ha hả nói, trông thật phong lưu phóng khoáng: Gần đây thanh danh Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo khá cao, lần trước còn có thể trốn thoát khỏi tay quốc chủ Đại Đường, thật sự là rất được mà. Thế nhưng y muốn giao thủ với Dương Tả sứ này thì còn kém một bậc. Lần này Dương Tả sứ giao ai phủ đầu với y khiến y xấu mặt, phòng chừng tên tiểu tử này sẽ không bỏ qua đâu. Lão thánh chủ Vu Đạo Tông cười ha ha: Nếu y cùng Dương Tả sứ động thủ là tự mang nhục vào thân, thậm chí có khi còn bị Dương Tả sứ đánh chết tại chỗ ấy chứ. Diệp Phúc khẽ nhíu mày nhưng vẫn cười hỏi lại: Hả? Vừa rồi Dương Tả sứ có nói cho dù là một con chó cũng phải đối đãi giống như thánh chủ, không biết lời này có thật không? Dương Tả sứ cười to, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phúc, khí thế như ngôi sao áp tới hắn. Lão lộ ra ý cười tàn nhẫn: Không sai, có một số kẻ trong mắt lão phu chỉ là một con chó,
nhưng cháu mà đại diện cho thánh điện nào thì lão phu đương nhiên phải lễ kính ba phần rồi. Ồ, như vậy ngươi thi lễ với cháu của ta đi. Diệp Phúc tế ngọc lâu lên rồi thả Hạo Thiên Quyển ra, cười tủm tỉm nói: Khiếu Thiên này, có một vị nhân hoàng đỉnh phong thi lễ với người đấy, còn không mau mau mang ra tư thế của thánh chủ đi. Hạo Thiên Khuyển vừa đi ra khỏi ngọc lâu nên vẫn ngơ ngác như cũ, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Nó không nhận được hết ngó tây rồi lại ngó đông, chỉ thấy rất nhiều cường giả đang nhìn về bên này. Còn phá cầu này há miệng ngáp một cái, thè lưỡi liếm mặt một cách không hề phong độ, sau đó lại nâng chân lên ra sức cãi cổ. Dương Tả Sứ khóe mắt run run, chỉ thấy Diệp Húc quả nhiên mang ra một con chó từ trong ngọc lâu. Con chó này chẳng có ai ra gì cả, chỉ liếc qua đám thánh chủ một lần, thậm chí còn chưa từng nhìn lão lấy một cái. Trong lòng dâng lên một cơn lửa giận: Chủ công, thằng cháu này là ai vậy? Thoạt nhìn như là giận sắp phát điên rồi kìa. Hạo Thiên Quyển gãi ngứa xong mới đứng dậy, ánh mắt rốt cuộc mới dừng lại ở trên người Dương Tả Sứ, hiếu kỳ mà hỏi. Dương Tả Sứ quả thực là tức giận đến phát điên, tay chân run run. Lão nhìn về phía Diệp Húc nghiến răng nghiến lợi mà nói: Diệp thiếu bảo, đây là một con chó. Đúng vậy, Hạo Thiên Quyển đúng là một con chó, hàng thật giá thật, không thể giả được đâu. Diệp Húc khẽ mỉm cười thản nhiên nói: Dương Tả Sứ, các hạ hãy thi lễ với nó đi thôi. Dương Tả Sứ tức giận quá mà cười. Lúc này Hạo Thiên Khuyển mới nghe rõ, nó mừng rỡ mặt mày hớn hở, miệng nhếch đến tận mang tai. Nó cười ha ha: Ô chủ công ơi, tên tôn tử này cho tăng là thánh chủ sao? Thế gian này lại có kẻ ngu xuẩn như vậy ư? Dương Tả Sứ rốt cuộc không nhịn được nữa, nổi giận quát một tiếng, giơ tay chụp tới Hạo Thiên Khuyển. Lão cười giận dữ nói: Diệp thiếu bảo, người dám làm nhục ta, cũng được thôi, ta giết chó của người trước rồi lại giết ngươi. Lão hạ một trường xuống, bàn tay to lớn che trời, giơ trưởng lên, gió mây gầm thét, giam cầm hư không, làm cho người ta không có chỗ để trốn, lộ rõ ra sự bá đạo của nhân hoàng đỉnh phong. Tình đấu đại ma ấn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 151 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Tập 152 chắc là sẽ hơi muộn, vì bây giờ mình làm ngược với mấy chiều đã. Đang làm dở vì hôm qua đang dịch, phải vừa dịch vừa làm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.